Thì đây là bà xã của em nha cô chú. Đó thì hai vợ chồng của em cũng về quê ngày hôm qua nha cô chú. Hai vợ chồng đi xe máy đó. Thì hôm nay là cũng buổi sáng á, về vào lúc buổi sáng nha cô chú anh chị. Đó thì buổi chiều ngày hôm nay hai vợ chồng của em cũng xuống ở dưới phố để review cho cô chú anh chị được xem về cái không cảnh Tết của thành phố Tuy Hòa này như thế nào nha cô chú. À, rất là đẹp luôn. Chào khán giả em. Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại em cũng đang có mặt tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Dạ hôm nay là thứ sáu ngày 30 tháng Chạp âm nha cô chú. Dạ hiện tại bây giờ là gần 6 giờ tối rồi á cô chú anh chị. Đó thì phía sau lưng em là có một con rồng rất là lớn nha cô chú anh chị. Đó đã là biểu tượng của năm 2024 năm Giáp Thìn nha cô chú. Đó cô chú, con rồng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em cũng đã là về quê rồi nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua em cũng có chia sẻ một cái video cuối cùng ở tại nhà chị Loan, xong rồi em cũng về quê để sum họp gia đình trong một cái Tết nha cô chú. Đó là đây là ở chỗ là Hồ Điều Hòa của thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên nha cô chú anh chị. Đó phía trước là một con rồng biểu tượng của năm 2024. Thì giờ em cũng xin phép là mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong tham quan cùng với em nha. Đó cô chú, thì hiện tại bữa ngày hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, là ngày cuối năm nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là có rất là đông các cô chú anh chị cũng đến là tham quan cái chỗ là khu du lịch của tỉnh Phú Yên nha cô chú. Đó phía trước là con rồng rất là lớn, rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Wow, con rồng rất là lớn luôn á cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là 6 giờ tối nha cô chú anh chị. Thì tối đêm nay sẽ bắn giao thừa tại Tháp Nhạn tỉnh Phú Yên nha cô chú, để đón một cái năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Thì em cũng không có gì hơn, em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị trong thời gian qua yêu thương chị Loan thì cũng xem những cái video của em và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà Vinh Vlog nha cô chú. Qua con rồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì em mới về về sáng ngày hôm nay nha cô chú. Ngày hôm qua thì em cũng đăng cái video cuối cùng ở tại nhà chị Loan thì em cũng chia sẻ, rồi em cũng lên xe đi về quê ăn Tết nha cô chú. Qua wow, hiện tại bây giờ thì rất là đông người đến để chụp hình với cái con rồng này nha cô chú. Đó rất là đẹp luôn. Wow, rất là đẹp luôn á cô chú anh chị.
Bên trong này là công viên nha cô chú. Đó, rất là nhiều hoa luôn. Giờ em cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi dạo một vòng vào bên trong với em nha. Đây cô chú, phía trước thì cũng có các bạn nữ cũng đang chụp hình. Qua công viên này rất là rộng luôn á cô chú anh chị. Nói chung là em cũng 2 năm rồi thì bây giờ em mới về quê ăn Tết nha cô chú. Cho 2 năm trước thì em ở trong Sài Gòn ăn Tết trong Sài Gòn á cô chú anh chị. Qua đây là đường hoa, đường vào công viên thì hai bên hoa rất là nhiều, rất là đẹp luôn á cô chú. Qua công viên rất là rộng luôn cô chú anh chị. Qua bên trong có chú rồng của chú. Ê, tập 3 mẹ là đó. Qua công viên rất là rộng luôn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Phía bên tay trái của em là có bên hát bài chòi nha cô chú. Hôm nay là 30 tháng chạp rồi đó cô chú anh chị. Đó nói chung thì hiện tại bây giờ là công viên này là kêu tên gì em cũng không biết luôn á cô chú. Tại vì em ở trong Sài Gòn cũng 2 năm rồi. Thì cái lúc trước mà em còn ở đây cô chú anh chị, nói chung là công viên này chưa có làm. Đó thì 2 năm trôi qua thì em mới lần này là em mới về lại quê để ăn Tết cùng với gia đình nha cô chú. Đó công viên rất là đẹp luôn, rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Qua wow, rất là nhiều hoa đẹp luôn á cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là khí hậu ở miền Trung Phú Yên thì nói chung là trời gió rất là mát nha cô chú anh chị. Đó gió xe lạnh lạnh rất là dễ chịu luôn. Như ở trong Sài Gòn thì hiện tại bây giờ là mấy ngày vừa rồi lại mở rất là nóng nha cô chú anh chị. Đó chứ ngồi miền Trung thì rất là mát mẻ luôn. Đây cà chua đây cô chú, những trái cà chua đỏ. Cái mai to như cây. Qua wow, rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. À, cô chú rất là đẹp luôn. Qua wow, rất là nhiều hoa luôn á cô chú anh chị.
Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Dạ xin chào.